Chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Robot cho mọi người. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới mô đun nguồn LM2596. Mô đun nguồn này thì có hình dạng như thế này. Mô đun này sẽ có 4 chân ra, đó là chân in cộng và in trừ ở đây để đưa điện áp vào, và chân out cộng và out trừ để đưa điện áp ra. Mô đun này có tác dụng là chuyển hóa các DC lớn thành các nguồn DC nhỏ hơn, và về mặt lý thuyết thì nó có thể chuyển hóa được nguồn 35V xuống 1.5V và hiệu suất vẫn gần như vững nguyên khoảng 92%. Ok, bây giờ thì mình sẽ mô phỏng thử cho các bạn thấy xem là cái mô đun này nó hoạt động như thế nào. Trên màn hình của các bạn hiện tại đây là một mô đun LM2596. Mô đun này thì điện áp vào mình nối vào một cục ắc quy 12V, điện áp ra mình nối vào đồng hồ đo điện. Đồng hồ đo điện hiện tại đang chỉ số vôn của điện áp ra là 11.55 hoặc 56V gì đó. Và bây giờ thì mình sẽ điều chỉnh cái điện áp ra này. Việc điều chỉnh cái biến trở ở đây. Và như các bạn có thể thấy thì trên đồng hồ đo điện áp của mình hiện tại đang là 1.22V. Tức là mình vừa mới vặn cho cái mô đun nguồn này chỉnh một dòng từ 12V xuống 1.22V. Ok, bài học là hết. Chúc các bạn và có nhiều phát minh sáng kế trong tương lai. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Like, subscribe và comment thiết bị hay là robot mà các bạn muốn tìm hiểu. Robot cho mọi người luôn đồng hành cùng bạn.